Chứ sao? Ta rất thích những người sai, và ta lấy làm tiếc cho những người lúc nào cũng tỉnh, vì cả đời họ không có lấy một giọt rượu vào miệng. Thiệt là đáng tiếc. Nè, nếu lão là thần rượu, lõi cung đi. Hả? Sao ngươi lại đuổi ta? Chỉ tại lão mà ta mất báo vật. Lão chỉ hại người khác thôi. Lão cút đi. Ngươi mất cái gì ta đâu có biết, mà sao ngươi lại đổ thừa ta? Hôm qua vì uống rượu say mềm không còn biết gì nữa. Còn vợ của tôi, nó lợi dụng lúc đó lấy tròn của tôi một bao giờ. Bây giờ tôi không biết tìm nó ở đâu. Cũng tại lão, lão cũng đi à? Đừng có nóng, từ từ rồi ta sẽ giúp. Cái gì? Lão mà đòi giúp ta hả? Lão đã hại ta mà còn đòi giúp ta. Hey, sao lại đổ thừa cho ta? Ta là thần rượu, ta chưa hề hại ai bao giờ. Hey, chỗ nào vui là có ta, ta sẽ giúp cho họ vui hơn. Hey, còn chỗ nào buồn á thì cũng có ta, ta sẽ giúp cho họ bớt buồn. Nhưng vì các người lạm dụng ta mà hại đến kẻ khác, hoặc là tự chuốc họa vào thân, thì ta vô can. Nhưng mà thôi, ta sẽ giúp ngươi tìm lại báu vật. Sao? Lão giúp ta thật à? Tất nhiên, ta nói là ta làm. Đây, hai bầu rượu này sẽ giúp cho ngươi. Cha mẹ ơi, cho mẹ xem đây nè, có ai chơi bình rượu ngoài cổng á, thơm lắm. À đúng rồi, cái mùi này nè. Ôi, nó thơm như là nước hoa của tôi vậy ông ơi. Con ơi, con thấy ở đâu vậy? Con thấy nó treo ở ngoài cổng á. Ồ, một cái bình không, nếu trong này có rượu chắc uống đã lắm. Tôi làm sao vậy nè? Trời ơi, sao ở đâu quay vòng vòng vậy? Trời ơi, cha trong mặt quá. Có nhiều quá. Tôi cũng sợ vậy nè, sao vậy? Ông ơi, quá. Trời ơi, chắc tôi chờ. Không hoạt ra nè. Ồ, cái mũi ta sao vậy nè? Cái mũi của bà nữa. Ôi mẹ ơi, cái mũi của con Bê. Cái mũi của con Bê kìa. Sao mà cả gia đình cái mũi kỳ cục vậy nè? Bà ơi, chắc chết đó bà ơi. Ông ơi, mẹ của tôi làm sao bây giờ? À, Viên Ngọc. Viên Ngọc, ông ơi. Viên Ngọc. Ngọc ơi, hãy làm sao cho ba cái mũi của cả nhà ta trở lại như bình thường. Ủa, sao không linh nghiệm gì hết trơn vậy cả? Ngọc ơi. Ngọc ơi, hãy cứu lấy mũi cho cả nhà ta, Ngọc ơi. Ngọc hết linh rồi, chắc con xấu hổ tôi chết quá bà ơi. Là bà con ơi, là con. Cả nhà có chuyện gì mà khóc lóc dữ vậy? Mày cười cái gì? Hả? À, có phải mày mang cái bầu rượu kia đến đây để hại cả nhà tao không hả? Hại cả nhà tao hả? Nói thiệt với cha, chuyện này không phải là do con đâu à.
mà là do vợ con ăn trộm viên ngọc của con. Nếu như trả lại viên ngọc ấy cho con sẽ có phép để làm cho mũi cả nhà trở lại bình thường. Ngọc nào? Viên. Ai lấy? Viên ngọc nào? Ngọc gì? Ai lấy? Ai lấy? Ai lấy đâu? Nếu cha mẹ không lấy thì thôi vậy, con về đây. Cha ơi. Thôi ông ơi. Cha mẹ ơi, thôi trả lại viên ngọc đi, không thì mũi cả nhà ta sẽ to về nhà như thế này suốt cả đời. Mà con sợ lắm à. Trả ơi. Lại đi cha. Cha, trả lại đi, trả lại đi cha, trả lại đi, không con chết mất. Này, ê, thằng kia, trả lại đi. Trả lại viên ngọc cho mày. Đây, rượu đây, cả nhà hãy ngửi đi. Mũi bà xinh quá, mũi tôi cũng xinh, mũi con gái mình càng xinh, mũi cả nhà cùng xinh. Nàng về với ta chứ? Nếu chàng tha thứ cho thiếp thì thiếp mới về. Thôi, chuyện cũ bỏ qua, ta sẽ yêu nàng như trước kia. Ngọc ơi, bây giờ thì ngươi có thể về với chủ cũ của ngươi được rồi. Ừ.